Xin chào các bạn. Trong video này, Cúc xin hướng dẫn phân tích thị trường và tìm chủ đề để thực hiện chiến lược Publish App và kiếm tiền trên Google AdMob. Trước hết, thì khi các bạn bắt tay vào khởi nghiệp với cái thị trường về app mobile và kiếm tiền trên Google AdMob, thì các bạn cũng gặp rất mình với các bạn cũng gặp rất là nhiều cái sự khó khăn ban đầu để mà định hướng tốt hơn tất cả những cái ứng dụng, tất cả những cái hướng để mà phát triển. Thì ở đây mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái hướng phân tích thị trường và tìm chủ đề và chiến lược đầu tư Publish App và kiếm tiền trên Google AdMob. Trước hết đó là ứng dụng chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm hiểu ứng dụng nào đem lại giá trị miễn phí tốt nhất cho người dùng trên mobile. Trong phần này thì mình đã chuẩn bị về một cái list, tất cả những cái list, tất cả những cái đề tài. Thì tất cả đề tài này mình nghĩ trong cái quá trình mình làm và phân tích thì mình thấy rất là ok trong việc là có hướng để mà phát triển tốt trong tất cả những ứng dụng và những cái game mang tính free, nhưng mà mình chỉ có kiếm tiền trên cái Google AdMob mà thôi. Trước hết đó là một cái nhóm về gọi là tool, công cụ, gọi là công cụ tiện ích. Thì trên cái tool này thì các bạn có thể build, xây dựng lên những cái app để giúp cho người dùng mà có nhu cầu bây giờ rất là nhiều, có nhu cầu rất là rộng rãi trên global, trên toàn cầu, họ có thể sử dụng được. Tất cả mọi người ai cũng có thể sử dụng được với những cái tiện ích của nó, như là File Manager. Đây là những cái app mà chúng ta sẽ có những cái công năng sử dụng, hiển thị những cái chức năng về folder và lưu giữ trên cloud, trên những cái dịch vụ thứ ba là cloud, để cho giúp cho người dùng dễ quản lý cái data, hình ảnh, video và những cái data ở trong trong cái thiết bị di động. App lock là cái ứng dụng để mà khóa những cái app ở trong cái thiết bị mobile. Record sound và video là chúng ta có thể thu âm hoặc là thu video trên cái màn hình của smartphone. Clean tool là một cái tiện ích để mà quét rác trong cái trên cái điện thoại mobile nó sạch hơn. Antivirus, đây là một cái app khá là hữu dụng trong việc là quét những cái mã độc, quét những cái file virus ha. Cooler là Cooler Master, những cái phần mềm để mà làm mát nhiều hơn cái hệ thống trong cái mobile thiết bị di động. Battery save, tiết kiệm pin. QR code là những cái app để mà chúng ta check những cái code ha. Và alarm clock, tất cả đó là cái app này là cái hình thức này là để mà báo thức giờ giấc vân vân. Sticker note là chúng ta sẽ viết và note lên trên những cái trang giấy trên mobile, cũng làm flash và những cái về bực đèn flash vân vân. Thì đây là cái nhóm về những cái tool, những cái công cụ tiện ích khá là hữu dụng trong việc là sử dụng, hữu dụng trong việc là tất cả mọi người ai cũng dùng thường xuyên ha. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm cũng rất là hữu dụng là app xem video, app nghe audio, app nghe music, app nghe radio và edit style, edit video và những cái đạo cụ chơi nhạc ha. Và cái nhóm thứ ba là nhóm nghệ thuật thiết kế, những painting, photo editor, những drawing, những sketch và step art. Cái này là nó phục vụ cho cái hình ảnh và art, cái vẽ vời vân vân. Cái nhóm thứ tư, cái nhóm là xây dựng phát triển game trên 2D và 3D. Thì
cho những cái loại game này chúng ta thường thường là chúng ta sử dụng public những cái game free để ăn tiền quảng cáo, cũng rất là thu hút rất là nhiều người download về chơi game câu đố, game racing dosa, game education, game giáo dục, game adventure, casino và action sports v.v. rất là nhiều. Nhưng trong đó thường thường là mình tập trung vào cái công cụ tool tiện ích giúp cho chúng ta có thể phát triển được nhiều hữu ích, hữu dụng, free cho tất cả những người dùng, đặc biệt là trên nền tảng Android. Ok. Trong phần 2 thì mình sẽ phân tích cái ứng dụng nào có cái giá thâu quảng cáo của Google cao. Thì chúng ta sẽ suy ra cái eCPM kiếm tiền trên AdMod cao và chúng ta có cơ hội thu nhập nó cao hơn. Thì để làm được cái phân tích ứng dụng hoặc là phân tích những cái keyword nào thì chúng ta sử dụng cái Google AdWords hay còn gọi là Google Keyword Planner để chúng ta phân tích được những cái keyword, những cái niche, những cái đề tài có cái giá thâu cao. Và chúng ta có thể là sử dụng cái chúng ta sẽ theo cái niche đó, theo cái đề tài đó để mà phát triển ứng dụng. Rồi khi các bạn mở một cái AdMod Google.com này ra thì chúng ta vào trong phần công cụ ha, và chúng ta chọn cái phần đó là công cụ lập kế hoạch từ khóa. Trong phần công cụ lập kế hoạch từ khóa này thì hiển thị lên thì chúng ta sẽ chọn là tìm từ khóa và mình sẽ nhập vào đây một cái từ khóa nào đó. Ví dụ như mình muốn tìm hiểu về cái file manager này, có thử xem thử là cái giá bid quảng cáo có nhiều hay không. Ok, và mình cũng tìm hiểu thêm cái số lượng search nó có cao hay không. Ok, ví dụ như là file manager với cái số lần tìm kiếm hàng tháng là 1.020.000, rất là cao hả? Với cái chỉ số cũng khá là cao. Ok. Rồi, và chỉ số tìm rất là đều ha. Đối với các bạn nào mà đầu tư và chọn cái niche này cũng khá là ok. Ví dụ như mình chọn cái phần là antivirus ha, copy. Xóa cái keyword này đây, mình dạng keyword này và mình sẽ search tìm kết quả antivirus. Thì đối với antivirus cũng khá là cao. Thì trong phần này số lần tìm kiếm thì cao nhất là 823.000, rất là cao. Và cái chỉ số là CPM, cái chỉ số giá thầu khá là cao ha. Tất cả những cái phần tiện ích này thì về cái value, cái giá trị search, thông số search rất là cao và giá trị giá thầu cũng rất là cao. Ok, ví dụ như là cái phần cooler. Ok, cooler cũng khá là cao. Đấy, cooler thì giá thầu nó thấp một tí ha. Ok. Và về cái phần cooler thì có cái hướng phát triển. Cái hướng phát triển năm 2017 thì nó rất ít, nhưng mà có hướng phát triển vào năm 2018. Đây là cái trend. Có thể đây là cái trend để cho các bạn có cái hướng đầu tư tốt hơn. Và cái cooler đối với ứng dụng này năm 2018 phát triển rất khá là cao bởi cái shadow, cái chart ở trên này thì các bạn phải thấy hết. Ok, cái này rất là tiềm năng. Rồi. Xong. Đây là cái phần mà chúng ta tìm hiểu về cái phân tích cái ứng dụng và cái giá thầu và chúng ta suy ra cái eCPM cao hay không để mà chúng ta đầu tư trong việc là kiếm tiền trên Google AdMod. Tiếp theo đó là nghiên cứu trend và top app ở trên Play Store. Chúng ta sẽ nghiên cứu về phần
Chain và những cái top app ở trên Play Store, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nghiên cứu gồm có hai cái công cụ này để chúng ta tìm hiểu và theo dõi những cái app nào bây giờ có cái hướng phát triển. Trước hết chúng ta sẽ vào trong phần app, trong cái link app này. Ok, trong cái phần link app này thì các bạn khi mở ra thì các bạn login vào một cái tài khoản free, login for free. Các bạn đăng ký login for free và có cái giao diện, cái dashboard ở trong cái phần app Anis. Thì trong phần cái app này, trong cái phần tool này, các bạn nhấp chọn phần top app. Thì là hiện thị ở trên này. Các bạn chọn tab top app và các bạn muốn điều tra search trên cái Google Play Store thì các bạn nhấp chọn Play Store ha. Ok, nó hiện thị ra một cái danh sách, một cái top app trên Google Play, và các bạn chọn là on. Thì trong phần này có cái cột này là free, cột là payment free, với những cái app free với giá trị free ở top cao nhất of những cái app payment với cái top cao nhất. Ok, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái app về top cao và thuộc về cái loại free. Thì gồm có những app gì? Những app social như Hello Star, TikTok ha. Những app này bây giờ cái chiến lược phát triển rất là mạnh ha. Đấy. Ok, là những app mà message và những app mà social khá là nhiều ha. Ok. Rồi. Đến cái phần thứ hai là app Figos. Thì trong phần cái tool này giúp cho chúng ta tìm và kiểm nghiệm lại cái top app nào đúng hay không. Cái tool thứ hai ha. Ok, hoặc là top. Thì khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản free vào trong cái tool này thì nó hiện thị lên là top. Top app, các bạn nhấp vào phần top app ha. Rồi, trong phần này thì chúng ta sẽ chọn phần là trên top app trên Google Play. Các bạn trên store, chọn store và cái menu store nó hiện thị lên. Thì có rất là nhiều cái store. Thì nó hiện thị trên cái store này thì có store iOS, App Store, Google Play, Amazon App Store, Windows Store, Mac App Store, vân vân. Thì mình sẽ chọn Google Play. Nó hiện thị lên một cái top, mình chọn là free ha. Ok, đúng như là những cái top app ở bên này ha. Hello Star, TikTok ở đây là đứng từ vị từ 5. Ở đây TikTok đứng vị từ 5, rất là chính xác ha, tracking rất chính xác vào những cái loại game này. Ok. Rồi, đây là hai cái phần để chúng ta hai cái tool để chúng ta tìm hiểu là hiện tại những cái trend là những cái gì ở trên những cái store của app. Rồi, qua cái phần chúng ta sẽ phân tích là qua quá trình tìm hiểu như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ra theo trend. Thứ hai là ứng dụng lâu dài. Theo trend là những cái app mà đang nổi và cái xu hướng đang phát triển hiện tại. Thì chúng ta sẽ theo trend thì cái thời gian của hàng chúng ta sẽ build app có vẻ rất là khó, nhưng mà chúng ta có thể làm với một cái hướng nào đó cho nhanh. Thứ hai đó là dễ lên top, nhanh nhưng mà không lâu dài. Theo trend thì có thể là khi hết trend thì như vậy nó đau xuống, mà nó đau xuống thì lượng người cài đặt nó ít hơn và chi phí đầu tư thì marketing là không nhiều ha. Thì bởi vì mình dựa trên cái thế mạnh về trend thì về cái hướng marketing thì cũng không nhiều lắm. Khi mà chúng ta đã publish lên được trên store, trên Play Store, trên App Store thì nó theo cái chiều gió, theo cái chiều trend thì nó sẽ lên.
và thứ tư là có thể kiếm được nhiều tiền và nhanh lên. Ok. Còn phần ứng dụng lâu dài là những ứng dụng mang tính ứng dụng tiện ích cho cái niche của mình khi này đó. Thì ứng dụng tiện lâu dài này thì chúng ta sẽ đầu tư thời gian lâu dài hơn, có lên top hơn, mà không lên top liền mà chúng ta cần phải đầu tư vào chi phí marketing, chạy ads cuộc, chạy quảng cáo, đầu tư lâu dài mới lên được. Nhưng mà khi mà ứng dụng của mình đã lên rồi thì nó lâu dài hơn, nó ổn định hơn. Đấy, đây là hai cái chiều hướng, hai cái chiến lược để chúng ta phát triển theo trend hay là phát triển theo cái chiến lược lâu dài, tùy theo cái mức chi phí, tùy theo cái định hướng của các bạn ha. Ok. Và cái đầu tư phát triển ứng dụng, chúng ta đầu tư những cái gì? Thì chúng ta cần phải đầu tư, thứ nhất đó là một cái tài khoản đáp cái khoảng $25 thôi các bạn ạ. Thứ hai là cái chi phí phát triển ứng dụng, nó bao gồm là các bạn có thể là từ bỏ công ra cốt, hoặc là từ thuê cốt, hoặc là từ thuê nhân sự để mà build app lên. Và thứ ba là chúng ta cũng cần phải dựa trên cái tận dụng cái open source code free để làm app. Thì các bạn follow theo mình và mình sẽ đối với những bạn nào mà đăng ký khóa học thì mình sẽ share cho các bạn một cái thư viện app, thư viện open source free để cho các bạn có thể dựa trên cái nền tảng và build lên. Thứ tư đó là cái chi phí quảng cáo Google AdWords để mà tăng cái lượng install lên ha. Và cái khá quan trọng hơn nữa đó là cái thủ thuật các bạn sử dụng những cái tool, những cái trend device để mà các bạn review những cái tool, các bạn review app trên những cái tài khoản Gmail thật để mà tăng cái thứ hàng của cái app mình lên top, cũng là khá quan trọng ha. Thì đây là một cái video mình chia sẻ rất là chân thực về tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình làm đầu tư kiếm tiền ở Google AdWords. Xin cảm ơn các bạn theo dõi trong video này.